Xin chào các bạn, trên tay Hiếu đang là hai cây vợt siêu phẩm của Mizuno vừa ra mắt vào ngày 19 tháng 11 vừa rồi. Đó chính là Fortius 11 Quick và Fortius 11 Power. Đây hình ảnh thực tế của em nó đây, Fortius 11 Quick và 11 Power. Thì hai cây Fortius 11 Quick và Fortius 11 Power này thì vừa mới được ra mắt thôi. Đó là khoảng tầm cuối tháng 12 này sẽ được mở bán tại thị trường Việt Nam ha. Còn về thông số, về tính năng của cây vợt này thì Hiếu xem được thông tin từ hãng là hai cây này sẽ là phiên bản cải tiến của hai cây vợt đã từng làm mưa làm gió trên thị trường cầu lông mấy năm qua là Fortius 10 Quick và Fortius 10 Power. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi với Hiếu vào tìm hiểu cây vợt này, nó có những cái điều đặc biệt, có những tính năng nổi trội nào mà nó là cái bản cải tiến của cây 10 ha. Rồi, xin các bạn cùng khám phá với Hiếu. Về tính năng á, là cái cây Fortius 11 Quick này nè, tuy là mình cầm vào nó đầm và nó hơi nặng đầu một chút xíu. Hơi nặng đầu chút xíu thôi. Cái tốc độ vung vợt và cái tốc độ phản ứng của nó cũng rất là nhanh. Nên là chúng ta cái này thì thích hợp với những cái bạn mà đập cũng là tấn công, cũng đập cầu, nhưng mà với một cái lực vừa phải thôi. Mình có thể chuyển sang là tạc hoặc là chụp tì đè lưới cũng rất là ok ha. Thì cái này làm cho những bạn mà có lối đánh tấn công mà linh hoạt. Còn cái cây Fortius 11 Power này thì nó tuy là 4U nhưng mà cầm vào nó hơi nặng đầu. Hơi nặng đầu thì dành cho các bạn nào mà thích đập cầu uy lực á, hoặc thích một cây vợt nó nặng đầu với tay khỏe một chút xíu thì chúng ta có thể lấy cây 11 Power này ha. Thì nói chung là đây là đều là hai cây vợt, nó là vợt tấn công cho nên là cái đũa của nó hơi khá cứng. Đũa của nó khá cứng để cho giống như kiểu là khi chúng ta mà đập cầu á thì cái trái cầu nó xuống liền, nó đáp ứng liền. Tiếp theo là về phần công nghệ thì cái công nghệ của cây Fortius 11 Quick và Fortius 11 Power này nó cũng nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau về tính năng thôi. Và để hình thành được một cái cây vợt Makita băng và dòng cao cấp của Mizuno này thì nó có rất là nhiều công nghệ. Nhưng mà hiện tại thì trên clip này Hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái công nghệ gọi là đỉnh nhất trên cái cây Fortius 11 này ha. Cái công nghệ mà gọi là nó khủng nhất trên cây Fortius 11 này đó là Tor Technology T5 trên cái cây Fortius 11 Quick này. Thì nó là cả một cái hệ thống luôn để nó giúp cho chúng ta có một cái cú chạm cầu nó hiệu quả. Ví dụ ở các cái khi mà chúng ta đi đánh cầu á, có những cái bạn mà đánh cầu lâu rồi, những cái bạn đánh cầu 5-10 năm rồi á, thì chúng ta tăng đập thì nó sẽ vào đúng cái điểm chạm cầu hiệu quả. Còn đối với những bạn mà mới chơi, mới tập khoảng tầm 1-2 năm á, thì thường á thì chúng ta tăng đập hay là một là vô cán, hai là đi lên trời, ba là đi cắm đầu xuống đất luôn. Hiểu lên cái cầu hiểu những bạn đó thì do khi chúng ta đập cầu hoặc là chúng ta phong cầu thì nó dễ rồi, còn khi chúng ta đập cầu á thì qua quá trình vung vợt của mình vậy nè, nó chỉ có một cái điểm chạm cầu hiệu quả là cái điểm này thôi. Thì ở khoảng cái điểm 11 giờ này nè, là ngay trước mặt của mình á, nó như so là ngay trước mặt của mình nè, thì khi mà chúng ta chạm cái cầu ở đây á thì nó sẽ đi chính xác. Là tưởng tượng đây là ngay chỗ cái tay, Hiếu là cái người của mình đi ha. Khi các bạn chạm cầu ở đây á thì cái cầu nó sẽ đi chính xác. Khi các bạn chạm cầu ở đây là cái cầu đi lên trời nè. Các bạn chạm cầu ở đây thì cái cầu đi xuống đất. Thì cho nên á là cái điểm chạm cầu hiệu quả này á thì với những người đánh cầu lâu và những người mà có cái tố chất á, người ta sẽ đập cầu tốt và người ta đánh nó không có bị vô cây nhiều. Còn với những cái bạn mà cái cảm giác đánh cầu yếu với cái trình độ của mình cũng hơi thấp thì mình hay đánh bị vô cây, thì để khắc phục được cái điểm đó Mizuno mới đưa cái công nghệ Tor Technology T5 này vào những cái vợt cao cấp của mình. Thì Tor Technology này á nó chỉ có trên những cái dòng vợt cao cấp của Mizuno thôi, trên dòng Fortius 10, Fortius 11, Fortius 30 hoặc là những cái ATS01, ATS02 á thì nó mới có cái công nghệ này. Mà nội dung cái công nghệ này là sao? Nó sẽ giúp cho những cái trái cầu mà khi bạn không có chạm đúng cái điểm, chạm đúng cái điểm này thì không nói ra, chạm đúng cái điểm này thì cầu nó sẽ cấm. Còn bạn chạm lệch một chút xíu, ví dụ không phải là điểm này mà điểm trên này một xíu, bạn chạm lệch một chút xíu thì cái vợt này nó vẫn đáp ứng được cái vấn đề đập cầu của mình. Ví dụ khi bạn chạm lệch một chút xíu ở đây thì trái cầu của nó vẫn
vẫn đi xuống được, nó như là chạm lệch một chút xíu thôi nha, chứ được chạm lệch xa quá thì nó cũng đi quá xa luôn. Nên là cái vợt này nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ tăng cái điểm chạm cầu hiệu quả của mình lên. Ví dụ điểm chạm cầu hiệu quả này của mình chỉ khoảng tầm một xíu vậy thôi, nghĩa là trái cầu ở đây và trái cầu ở đây thì chúng ta đánh nó hiệu quả, còn những trái cầu xa quá như ở dưới này hoặc là trên này thì đánh không hiệu quả. Thì cái khoảng cách mà chạm cầu hiệu quả ở Hiếu đánh cầu cũng khá lâu, Hiếu đánh cầu khoảng tầm 10 năm rồi. Thì Hiếu thấy là cái điểm chạm cầu hiệu quả nó khoảng tầm bao nhiêu đây thôi, khoảng tầm 10 tới 15 cm thôi. Rồi chúng ta tăng đập á thì trái cầu nó, một là trái cầu nó sẽ rớt như vậy, hai trái cầu nó sẽ đang lao như vậy. Thì cái điểm chạm cái cầu lao như vậy thì cái điểm chạm cầu hiệu quả của mình nó nhiều hơn. À, hay theo cái lực như vậy thì đánh trái cầu hiệu quả nó nhiều hơn, còn với những trái cầu mà nó rớt nhẹ hiệu quả nó có chút xíu à, tại vì bạn canh không trúng là một là nó đi xuống đây thì nó cũng đi tùm bậy, có nghĩa là khi nó tiếp xúc cái mặt vợt ở đây cũng đi tùm bậy, tiếp xúc mặt vợt ở giữa thì nó đi được hơn xíu, tiếp xúc mặt vợt phải 2/3 trên này nó mới đi chính xác được. Nên là cái công nghệ to technology này nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái khoảng cách chạm cầu hiệu quả lên. Thì túm gọn lại nó lại vậy, nếu như mà giải thích quá dài dòng quá rồi trong chuyên con đánh cầu thì nó hơi lan man rồi. Và ngay cả khi mà Hiếu đánh cây 11 này thì Hiếu đánh cây 10 rồi á, thì Hiếu cảm thấy là cái cảm giác đánh cầu và cái cảm giác khi mà kiểm soát cầu của nó cao hơn hẳn. Tại vì khi mà chúng ta đập hoặc chúng ta phong một trái cầu á, cái cảm giác khi chạm cầu và nó ok hơn, cho nên là Hiếu thấy là công nghệ này nó rất là khủng khiếp ở trên cái dòng 48 này. Hiếu đánh ngoài những cái động tác đập hoặc là phong đi, hoặc ở những cái động tác như là mình thủ lưới, mình tạc hay gì đó, tại Hiếu hay thủ mà thủ trái cầu đấy nó qua sát lưới đó. Cho nên là Hiếu thấy là khi mình đánh những trái đó, cái cảm giác cầu khi mà các bạn muốn đánh được cái trái mà thủ cái cầu nó qua sát lưới á, là cái cảm giác cầu và cái tay, thứ nhất cái tay bạn phải khỏe, thứ hai là cái cảm giác cầu của bạn phải tốt, không thôi là đâm vô lưới. Không mà Hiếu cầm mấy cây 11 này, Hiếu cầm mấy cây 10, Hiếu tạc thì cảm thấy là cái đường cầu đi của nó rất là chuẩn, và kiểu khi chúng ta sử dụng cái vợt này nó ở một cái đẳng cấp khác so với những cái vợt trước đây mình sử dụng. Cái này thì các bạn có thể mượn vợt á thì các bạn trải nghiệm thử trước khi mua, tại mấy cây này nó cũng rất là mắc, hoàn toàn 4 triệu mấy 5 triệu không thì mua nó cũng hơi đau thận xíu. Rồi, thêm một cái công nghệ mới trên cái cây Fortius 11 Quick này, nó là cái công nghệ Envention. Tại vì cái đũa này nó là một cái nơi chịu lực và truyền tải lực rất là lớn, không chỉ là nó không chỉ biến dạng ở một cái góc là theo chúng ta quýnh như vậy, mà nhiều khi nó còn biến dạng theo nhiều hướng khác nhau. Cho nên là đòi hỏi cái đũa, cái carbon của cái đũa này á, thứ nhất là nó phải chịu được lực, thì thứ hai nữa là nó phải cứng, và rồi là nó phải cứng chắc, chứ nó chịu lực mà nó bị biến dạng, hoặc là tại vì cái đũa này là gọi là biến dạng liên tục, mà biến dạng đàn hồi, mà ở vật liệu á, mà những cái nào mà nó cứng quá thì nó không biến dạng được, mà nó biến dạng quá thì từ từ nó giãn ra, nó mềm. Cho nên đó là Mizuno đã khi như hãng nguyên nhân hãng đó là người ta cải thiện liên kết hóa học giữa cái sợi carbon và cái sợi nhựa để mang tới một cái đũa này, thứ nhất nó vừa nhẹ, nó vừa đáp ứng được cái vấn đề truyền tải lực. Thì vừa rồi Hiếu đã giới thiệu về tính năng và công nghệ của cây Fortius 11 Quick và Fortius 11 Power này á. Thì hai cây này là phiên bản đặc biệt cho nên có rất là nhiều công nghệ, nhưng mà có ba công nghệ nổi bật của trên cái cây vợt này á. Thứ nhất là cái công nghệ Envention, là cái loại vật liệu mới để làm cái đũa vợt này. Thứ hai nữa là Beyond Force System, để nó giúp cho cái vợt nó cân bằng và chúng ta có thể là đập cầu cũng hiệu quả, mà tạc hoặc là xoay trở vợt rất là ok. Cái thứ ba là cái công nghệ mà có thể nói là nguy hiểm nhất trên cái vợt Fortius 11 Quick này, đó chính là cái công nghệ To Technology T5. Thì công nghệ này sẽ giúp cho cái gọi là cái điểm chạm cầu hiệu quả của chúng ta nó mở rộng hơn, và giúp cho những cú đánh của mình nó cảm giác và nó hiệu quả tốt hơn. Thì
cái clip này cũng khá là dài rồi. Clip sau Hiếu sẽ tiến hành đan và Hiếu sẽ review đánh lên sân trực tiếp. Hiếu sẽ cho sẽ chia sẻ với các bạn về cảm nhận khi mà chúng ta đánh hai cây Fortis 11 Quick và Fortis 11 Power này ha. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip và mời các bạn hãy cùng xem các clip tiếp theo về review cảm nhận cây Fortis 11 Quick 11 Power này ha. Xin cảm ơn.